Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình và đây là tập tiếp theo, tập 11 hành trình Tây Tạng đặc biệt các bạn. Hôm nay là ngày nghỉ, anh em ngủ dậy trễ xong rồi xuống chăm sóc xe cộ rồi sẽ đi tham quan một vài điểm ở City Tour ở thành phố này, thành phố Lhasa thủ phủ Tây Tạng. Rồi sau đó về đi ăn tối và nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục chạy. Thì video này mình quay linh tinh bằng cái iPhone 15 Pro Max. Đi vòng vòng đụng đâu quay đó, thấy gì quay đó, mời các bạn xem cho vui để biết về Lhasa Đây là cái xe hậu cần của anh em nè. Nhiều bạn hỏi đi chơi mà đem chiếc xe hậu cần thì các bạn thấy đó ha. Dầu nhớt, nước non, lớp bánh, phụ tùng, phụ kiện ha. Đó. Chiếc này cũng là một đống đồ bên trong đó ha. Đó. Thiệt lên nè các bạn ơi. Xe chạy ốp nhiều quá. Hư trợ lực. Xì dầu. Xe kiệt lê hư trợ lực. Xì dầu. Dầu. Giờ tiếp tục coi như là hư phục giữa luôn. Cầm đi. À. Này. Đó. Bây giờ tiếp tục là hư phục giữa. Thấy không? Chạy rớt nó ra luôn. Đây hư phục giữa luôn nè, ông Thịnh. Tôi luôn rồi hả? Có xì xì nhớ rồi. Sao? Bay luôn không? Thay con khỉ chứ để đâu mà thay. Bây giờ ráng chạy về cho thay cái gì. Rồi về là bể văng là dục luôn rồi phải không? Chết mẹ rồi. Hở lát nữa. Trời ơi, sao còn cái gì nữa? Chú cha. Hở nguyên cái cây láp ra ngoài luôn. Các bạn thấy là cái sức chạy như thế nào ha? Và cái độ khó của cung này nó ra sao? Ha. Đó. Về rớt luôn các bạn nha. Rớt về sau luôn. Thì các bạn thấy là độ khó như thế nào ha? Cung này không phải là cung đơn giản ha. Cung là kinh điển trong cuộc đời. Minh ơi, có mang cái dầu cầu, dầu láp đi không? Xe mình là bị xì cái... Hôm nay nó chỉ thấm thôi, nó chưa bị chảy nếu mà nó... Nhắc cầu. Anh để từ hôm qua giờ mà nó thấm và chảy dưới đất này mới sợ đây. Thôi chảy rồi, thôi chảy rồi, yếu rồi. Yếu rồi, yếu phục giữa phải không? Yếu phục giữa. Giữa mà nó yếu là nó... Yếu mà nó yếu thì hơi. Đây là cái phụ kiện đem theo này các bạn. Con này lực bao nhiêu? Bình ắc quy hai cái. Đó, tay thắng đồ này kia, pin bọng các kiểu hả? Dĩa, lốp. Xe anh Bằng hôm kia chạy bị sập cái ổ gà. Rồi nó cong cái mâm, rồi nó bị cháy cái dĩa, bây giờ bắt đầu thay hai mâm mới, anh em đem đầy đủ phụ tùng nữa. Đây giới thiệu với các bạn thầy thích uống trà. Thầy thích uống trà sẽ thích Nhất Cường. Thầy thích Nhất Cường và thích uống trà sẽ giới thiệu các bạn cách pha trà tại Lhasa. Này, cái này là trà ăn cái gì? Đó, trà ăn cái gì cho nó sạch. Cái gì trà không mà ra. Bắt đầu một cuối đây. Đó, bắt đầu gà mình xoay qua đây. Đây. Nó tự chạy xuống luôn. Tự chạy nghiêng xuống. Nghiêng ở đó qua nó tự chạy. Yeah, giống quá. Như cái cối dạ gặt ngày xưa đó. Không phải thầy, không phải đây, mời anh Đăng. Yeah. Mời thầy thích nhất Đăng. Rồi, không phải. Thôi chưa. Thôi chưa đi. Mình uống lần liền. Không ai, không ai, uống rồi. Công viên 631 năm, tức là cách đây khoảng 1.300 năm trước. À, Đức Thổ Phồn, ông vua Tùng Thán Cá Cố, à, lấy vợ công chúa nhà Đường, công chúa Vân Thành. Chính vì thế xây lên cái cung điện này. Khu vực cái cung điện này rất là rộng lớn. Khu vực bao quanh là 36 vạn mét vuông. Diện tích kiến trúc là 15 vạn mét vuông. Đây là kiến trúc tiêu biểu của cái thành phố Lhasa, cũng là Tây Tạng của nói chung. Đối với người dân Tây Tạng, ước mơ mà đi đến Cung Buddha, đấy cả đi đến chùa Đại Chiêu, đây là một cái ước mơ của họ. Chứng hết chân được tại sao là khi anh thấy là có những người mà đi bộ mà người ta đi lễ Phật ấy, người ta đi từ nhà, đi từ Thanh Hải, đi từ Tứ Xuyên,
thì là đi đến lễ Phật, thì là đi đến mong muốn nhất là đi đến chùa Đại Chiêu. Chùa Đại Chiêu là cái chùa rất nổi tiếng, cũng là ông chúa mình chúng là ông vua cùng tán cán bộ nước Tổ Phổ đấy, vì mừng ông chúa Vân Thành đi đến Tây Tạng là xây lên cái chùa đó, đồng thời cũng phô tượng mà do công chúa Văn Thành mà mang từ nhà đường sang ấy cũng để ở trong cái chùa Đại Chiêu này. Chính thế thì cái phô tượng đó là Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni năm 12 tuổi, cũng để bày cái chỗ cái chùa Đại Chiêu. Chính vậy thì rất nhiều người Tạng, người ta theo tín ngưỡng của họ và phải đến cái chỗ chùa Đại Chiêu để đi đến lễ Phật hành hương. Ngày hôm nay đáng lẽ là cái giờ tham quan của mình là 2 giờ với cả 2 giờ rưỡi, nhưng mà anh GP là người La Sa đây luôn, cũng là hướng dẫn xuất sắc mà lâu năm rồi. Đấy, có quan hệ như thế thì cho anh cho mình vào trước, cho mình vào trước thì mình đỡ, thì mình có thời gian để kịp để chiều nay đi tham quan cái chùa Đại Chiêu nhé. Vì mình thời gian tham quan ở bên trong cái chùa, cái cung điện đó là ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Chính vậy thì lát nữa anh em đi vào bên trong ấy, phải chia ra 2 đến 3 nhóm thì do anh Jimmy anh ấy sắp xếp cho anh em nhà mình nhá. Thế là sắp xếp vào bên trong theo thứ tự vào bên trong xong là cả đoàn là tập trung lại. Vừa đi vừa tham quan. Đi vào bên trong là có mấy điểm là anh em mình phải lưu ý. Thứ nhất là không được cái dép, thứ hai là không được quần người, thứ ba là không lên đất khoáng, không mang vào được nhá. Với cả đi vào các cái địa chính, chỗ nào cũng được chụp ảnh. Anh Jimmy sẽ nhắc lại nhà mình. Nếu là người ta không được, chỗ mà không được chụp ảnh mình tuyệt đối là không chụp nhé. Tuyệt đối nhé, phải tuân thủ cái quy định người ta nhé, nếu không thì bắt được lôi thôi lắm. Hôm nay là một ngày nghỉ của anh em các bạn, anh em đi city tour. Đó thì hôm nay anh em đi dạo phố La Sa chính là thủ phủ của Tây Tạng các bạn. Đây anh em đi nè, đó mình vẫn quay bằng iPhone 15 Pro Max nha các bạn. Anh em đi bằng một chiếc xe bus. Đây các bạn, nếu mà các bạn thấy những cái bức hình này ha, ở đâu đó thì đây là cái điểm nổi tiếng bậc nhất khi các bạn đến Lhasa. Lhasa là thủ phủ của Tây Tạng ha. Đó anh em đang trên đường đi vào cái cổng kiểm soát ở đây để vào tham quan cái cung điện Potala các bạn. Anh em đang trên đường đi vào thăm cung điện các bạn. Hôm nay là một ngày city tour và mình quay vòng vòng cho các bạn coi. Một ngày nhẹ nhàng nhất của anh em sau 10 ngày chạy ha, rất là vất vả, thì anh em có một ngày sửa xe, giặt đồ và đi tham quan. Và đây là cung điện các bạn ha. Đó. Đây là cung điện Potala. Nhìn ở xa ha, mình đang zoom 2x thông qua chiếc iPhone 15 Pro Max. Và anh em đang xếp hàng đi vô. Mình tin chắc rằng tất cả ai đến với Tây Tạng, đến với Lhasa thì phải đến với cung điện này. Đây là một nơi không bao giờ các bạn có thể bỏ qua khi mà đến với Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Đây là Hiếu Đen. Đây là cảnh xếp hàng vào cung điện Potala các bạn. Muốn vào cổng cung điện thì các bạn phải mua một cái vé và phải có passport trên tay mới vào được các bạn nha. Rồi đây là cái quay kinh luân. Lục tự đại minh chân ngôn nhé. Rồi ý nghĩa kinh luân là gì anh Đức? Lục tự đại minh chân ngôn. Lục tự đại minh chân ngôn. Rồi. Om Mani Padme Hum. Rồi. Là quay quay theo kiếm cho cầu may mắn thôi. Cầu may mắn bình an sức khỏe. Cầu may mắn bình an sức khỏe. Cầu may mắn bình an sức khỏe cho mọi người. Đức vlog. Đức vlog. Xin giới thiệu khán giả, tôi là anh của anh Giao. Chúc biết anh Giao là anh Giao đi. Cầu may mắn chúc khán giả như thế nào? Chúc khán giả gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Đó, mình quay này mình cầu chúc nè mọi người nè, đúng không? Đó, cái lớn nhất nè. Cái này ở Lâm Đồng mình mới có một cái rất lớn đấy.
Đây là team CBC và những người bạn qua tới La Sa thì mấy anh em là đồng khởi ý tưởng là cạo đầu, tại vì thăm cái thánh, thăm cái cung điện La Sa này. Đây là cung điện Potala các bạn ha, cung điện Potala. Đây là cung điện cao nhất trên thế giới, nằm ở La Sa. Đó. Rất là đẹp ha. Thì La Sa là thủ phủ của Tây Tạng. Đây đường mình đi vô tham quan cung điện nè. Cung điện này được coi là biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng. À, đây là tầng là nơi ở của các đời Đạt Lai Lạt Ma các bạn. À, cho đến khi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 lưu vong sang bên Ấn Độ. Hello các bạn, mình đọc một cái bài viết về cung điện Potala cho các bạn vừa xem vừa nghe cái nội dung ha. Cung điện Potala là trái tim của Phật giáo Tây Tạng, nằm ở nơi cao nhất thế giới các bạn, có tới hàng ngàn pho tượng Phật lớn nhỏ tọa lạc ở La Sa. La Sa là thủ phủ của Tây Tạng. Cung điện này được coi là biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng, phong cách kiến trúc đồ sộ và xếp lớp, cho nên nó tạo ra một cái quang cảnh rất độc đáo, khiến du khách phải sửng sốt. Các bạn đến đây, đến một lần với cung điện, các bạn sẽ thấy cái độ khủng khiếp của nó. Chính giữa một khoảng trời đất bao la lại nổi lên thành một gọi là cái thành trì, thường chỉ thấy trong những câu chuyện cổ tích thôi. Cung điện Potala là một điểm thu hút khách tham quan rất là nổi tiếng ở La Sa và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1994 các bạn. Cung điện Potala được xây dựng vào năm 637. Khi bạn đến tham quan cái quần thể cung điện này thì các bạn sẽ lần lượt được tham quan ba công trình kiến trúc tiêu biểu, đó là cung điện mùa đông Potala, đền Jok Khang và cung điện mùa hè. Các tòa nhà được xây dựng bằng gỗ và đá là lối kiến trúc nổi bật cho phong cách Phật giáo Tây Tạng, mang đậm ảnh hưởng của Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. Nằm trên hồng đồi các bạn, Marbury, hướng ra thung lũng La Sa. Cung điện Potala cao 170m, từ đông sang tây có chiều dài là 360m, chiều rộng theo trục bắc nam là 270m. Công trình gồm 13 tầng các bạn, bên trong chia thành hơn 1.000 căn phòng lớn nhỏ, tọa lạc ở độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển. Đây được xem là cung điện đồ sộ và nguy nga nhất trong tất cả các kiến trúc cung điện ở Tây Tạng. Em Phong nói điều gì? Quảng trường. Quảng trường gì đây? Quảng trường La Sa. Quảng trường La Sa. Đây là quảng trường La Sa các bạn ha. Quảng trường La Sa. Nó nằm đối diện với cung điện Potala luôn. Potala phía sau này. Hai cái chữ trên ngọn núi là chữ gì anh Phong? Bốn chữ. Bốn chữ, bốn chữ. Tổ quốc vạn tuế. Tổ quốc vạn tuế. Hòn núi từ xa các bạn. Tổ quốc vạn tuế. Mình zoom một ít cho bạn coi. Rất là xa. Và đây là góc rộng nè. Đó. Những bước chân nặng trĩu. Con tim nhói đau của Hiếu Đen đang bước lên cung điện Potala. Còn đây anh Ba Tàu 47 đang không đi thẳng mà lại đi qua đi lại. Khi các bạn leo lên hết những cái con đường bằng đá là tới khu cung thất, nơi này gồm Bạch Cung và Hồng Cung. Hồng Cung là quần thể kiến trúc mang tính chất tôn giáo, lăng mộ của 8 vị Đạt Lai Lạt Ma trước đây cũng nằm trong cái Hồng Cung. Thì ở trong cái Hồng Cung và bên trong thì họ cấm quay phim cho nên mình không có quay được bên trong các bạn ha. Vật liệu xây dựng chủ yếu là đất, đá và gỗ. Lúc đó thì chưa có phương tiện di chuyển. Tất cả vật liệu này đều dùng lừa và sức người để vận chuyển lên. Tòa nhà lớn có hơn 1.000 gian phòng, hơn 10.000 cái Phật điện và hơn 20.000 cái tượng điêu khắc. Đạt Lai ở trong gian phòng gần cái vùng nóc các bạn, ở trên nóc của cung điện này, ngăn cách với dân chúng. Đây là cái nút thắt Kim Cang các bạn, ở ngay cái cung điện Potala này. Đó, mọi người sẽ xếp hàng đi vô. Đi lên đây. Đây tới đây là nộp à. Ê!
Đây là bên tầng trên các bạn ha. Tầng trên của cung điện ha. Đó. Đây là chiếc vé vào cổng cung điện Potala các bạn. Giá chiếc vé này là 200 tệ ha. Sau khi các bạn leo lên trên này các bạn mới mua. À, 200 tệ. Nãy giờ đoàn đi vào bên trong các bạn, rất là nhiều tầng ở bên trong, trưng bày rất nhiều những cái kỷ vật, những cái pho tượng. Hiện tại thì cung điện Potala được hoàn cải thành cái bảo tàng quốc gia Trung Quốc, không chỉ mang tính giá trị lịch sử, tôn giáo, kiến trúc lâu đời, mà đây còn là mái nhà của nhiều kho báu vô giá cũng như là các tuyệt tác nghệ thuật của nhân loại. Nơi đây là một địa chỉ hành hương quan trọng các bạn, xứng tầm với di sản văn hóa thế giới UNESCO. Nếu các bạn mà là những Phật tử thì có cái ước mơ và mong muốn được đi đến Tây Tạng ha, đặc biệt là Lhasa, thì cái cung điện Potala này là không thể nào bỏ qua được. Thì nếu các bạn mua tour thì chắc chắn là họ sẽ cho các bạn bay qua Lhasa và dẫn đi vào cái cung điện này. Còn mình là người cùng với anh em chạy mô tô cho nên là tự do để tham quan. Anh em mới thăm đền ra các bạn. Anh em tiếp tục tham quan một cái điểm nữa các bạn, đây là cái ngôi chùa. Này ở Lhasa ha. Xe kéo nè. Rồi xe máy. Lhasa Tây Tạng. Những cái nhà cổ ở Tây Tạng các bạn. Chào anh Phong. Hello hello. Phong đang dẫn đi đâu đây? Chuẩn bị đi vào chùa Đại Chiêu. Chùa Đại Chiêu. Đúng rồi. Đây là những cái nhà cổ ha anh Phong. À, nhà cổ theo kiểu kiến trúc Tây Tạng. Kiến trúc Tây Tạng. Đó, cũng lâu lâu đời lắm rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ hai bên là trở thành nơi chuyên môn để bán đặc sản với cả đồ Phật giáo tặng. À. Đó, đây là hai bên. À. Chùa 1300 năm lịch sử ha anh Phong. Đúng rồi, chùa Đại Chiêu. Chùa Đại Chiêu các bạn. Ừ, sau giờ vào để anh bò hai ông dây bò dây bò lên hay quá anh. À, à trước cửa hiệu á. Cửa hiệu treo nguyên cái con da bò lên. Nguyên bò luôn. Bò rác á, anh em mình đi dọc đường á ha. Đây khu phố cổ các bạn ở Lhasa ha, những cái nhà này kiến trúc Tây Tạng. Nhưng mà khu này cũng lâu đời rồi. Cũ rồi. Khu này thì mình quan sát thấy họ đi xe nè. Nắng quá cho nên họ trùm nè. À, thấy không? Nắng này là bạc màu bạc sơn hết ha. Trùm nè. Ồ. Oh. Có chiếc xe có cái thùng GS dán 318 nữa. Nhiệt độ đây khá mát mẻ các bạn, là độ cao khoảng hơn 3.500. Mấy bản hiệu dọc những cái cửa hiệu cửa hàng ở đây các bạn. Thì họ ghi tiếng Tạng ở trên. Tiếng Trung Hoa ở dưới ha. Chùa Đại Chiêu. Mình không rành lắm về những cái ngôi chùa ha. An Tây Nên Hiếu Đen Anh Cường Cà Phê Bé Nẩu Chia Sẻ Làng Anh Tú Hoàng Cao. Không phải Hoàng Cao hả? Ui giời, thả khe cái nón ra coi. Cái nón này. Wow. Wow. Anh em đang xếp hàng vô tham quan cái chùa Phương Hyundai, Phương 66 Thi Kiệt Lê. Mua lộn vé anh ơi, thôi. Mua lộn vé hả? Về. Come back to hotel. Ai đây, ai đây. Ồ, bông hồng đẹp quá ta.
2 hours later. Lúc nãy mọi người đang đi vô một cái chùa 1300 năm tuổi các bạn. Mình mệt quá mình đi về khách sạn, mình lấy cái bộ đồ gửi giặt ủi ra. Mình một bộ hiếu đen, một bộ hai cái bộ giáp. Giá giặt ủi ở La Sa khách sạn 4 sao là 150 tệ. Tương đương với khoảng 500 ngàn các bạn ha. Giặt sạch bóng luôn, thơm vứt luôn ha. Hai bộ giáp, hai ông. Đó. Hôm nay ngày nghỉ, anh em đi city tour. Đói quá các bạn ơi. Bỏ cái chỗ đi thăm chùa. Đói quá đói rồi, về chôm tô phở của Hiếu Đen nè. À, Hiếu Đen mua tô phở story, phở bò truyền thống, phở thìn nè. À, mình mới chế đây, cái phở đây lần đầu tiên mình ăn có bắp nữa, bắp bò nè. À, mình xuống dưới khách sạn mình mượn cái tô, đôi đũa với cái muỗng. Thèm phở mạnh quá ông phở ơi, ông mạnh phở ơi. Thèm phở mạnh quá, không có, hên quá Hiếu Đen đem theo hai gói. Cái nước bên này nó không có sôi, không có sôi 100 độ các bạn, nó sôi tầm 80 mấy độ thôi. Tại vì mình đang ở cái độ cao, các bạn thấy núi không? Trên 3.500 ha, cho nên là nó sôi không có đạt được 100%. Đó, có chai nước mắm nữa. Đi đâu cũng thèm, từ bữa giờ 10 ngày rồi các bạn. Thèm tô phở mà không ngờ tô phở có bắp luôn nè. Đây đây, quay tô phở Hiếu Đen vừa về. Là Hiếu Đen quay giùm nè. Đó các bạn thấy không, hôm nay anh em ở nhà giặt đồ rồi trụng phở đồ ăn rồi, có đồ của ông Phong nữa đây. Xô phở mà đói là dứt tiếp tôm mực. Và bên đây Hiếu quay qua cái bàn đang up video, mới có chưa được 4.000 cây, tức là chưa được 1/3 chặng đường các bạn. Đây mình quay cái bản đồ trên áo của Minh Chùa Top Run nè. Đó, từ đây đi đi lên đây, lên đây rồi đi tới đây. Hôm nay anh em tới La Sa nghỉ một ngày ở đây. Đó, coi ngó xe cổ xong rồi bắt đầu đi qua đây, qua đây. Xong tới Everest Base Camp đây, xong đi ngược dòng lên đây. Qua đất Thanh Hải, hết đất Tạng rồi khu này. Xong rồi lên đất Thanh Hải rồi mới xuống. Cách Nhĩ Mộc rồi còn về. Tức là còn hơn 20 ngày chạy nữa mà xe anh em đã te tua. Đó, xe kiệt lê. Gãy, hai chiếc xe bị gãy chắn bùn. Rồi một chiếc công mâm xe kiệt lê phục trước cũng xì nhớt luôn. Và đây là dàn xe anh em nè các bạn. Toàn là GS ha. Đậu bên này một dãy, bên kia một dãy. Đó, riêng cái xe mình là bị mới bảo dưỡng rất là kỹ trên BMW Motorrad Phú Nhuận bữa mình có quay đó. Xong rồi qua em Minh làm linh tinh á, bây giờ nó bị xì cái nhớt ở cái chục lá bên nè. Mấy ngày nay nó chảy, nó chảy ướt dưới đất, ngày nay nó hết chảy rồi, sợ nó khô rồi, hết nhớt. Nó giờ nhờ Minh tấp rinh xả luôn. Xả ra coi còn không? Còn. Còn chứ. Còn ba. Còn. Vẫn còn, nhớt mới tinh mới thay trên BMW các bạn. Không có giấy không? Thanh chỉ gì? Đó. Xả thăm ra cho chắc. Thì bữa nào mình về mình thay cái ron ở trong này là xong à. Đèn xì. À, mới chạy có mấy bữa mà đen à, phải không mình? Đúng rồi. Đây nè các bạn. Chứ. Nhớt này là nhớt nhớt hộp số. Sáng nay nhờ anh Jimmy dẫn đoàn Tây Tạng, anh mua cho cái lon nhớt gear oil, nhớt hộp số nè. Đó. Giờ bắt đầu bơm vô. Chỉ cao lắm là 250 ml à. Mình không nên để cho nó tràn. Đây cái chai nhớt nhớt máy Liqui. Nó có luôn cái dòi các bạn. Rút ra trong cái chai thì nó có dòi luôn. Nhưng mà giờ nó hơi to một chút so với cái lỗ của cái trục láp của xe GS nè. Khoảng nửa chai. Ơi, cảm ơn Minh Top Run và anh Cường ta đã hỗ trợ mình. Đổ nhớt vô thay cái nhớt cũ mới bảo dưỡng đây nè. Nó bị xì cái ron. Anh em đi ăn tối các bạn. Đoàn quân 20 chiếc GS
để ở nhà. Anh em đi đi bộ ha, mô tô bước đó. Đi ăn tối đường phố ở La Sa các bạn. Bây giờ là 8 giờ kém 20 phút rồi mà trời vẫn sáng trưng rồi ha. 8 giờ đêm các bạn ở La Sa, thủ phủ của Tây Tạng nè. 8 giờ đêm xe hơi không rồi các bạn ha. Có xe máy điện nhưng mà lác đác ha, lâu lâu có vài chiếc. Còn chính phương tiện chính ở đây là xe hơi và xe bus ha, nó cũng rất là hiện đại ha. Nhìn cũng hiện đại chứ bộ ha, tốt, hiện đại như châu Âu chứ nè. Có làn riêng nè, làn riêng cho xe máy đậu nè, có chỗ chỉ đi toilet công cộng. Đây nè, có bảng toilet công cộng nè ha. Này hôm nay cả nhà ăn quán này các bạn, Bin Sitter Old Hotspot. Ở đây có con lạc đà đó. Rồi dễ thương không, dễ thương quá. Nhìn mặt ông hiền á, mặt ông nè giờ mặt ông hiền hơn dân với mình nhiều, mặt hiền đủ đó bà. À, để sắp tới đi hả? Nhà hàng lẩu ở La Sa nè các bạn. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật Hải Đăng. Và anh em chuẩn bị ăn lẩu. Lẩu này gọi lẩu gì Quang? Lẩu gì bé lẩu? Dạ không biết. Lẩu cay, siêu ớt. Mới ngồi nghe mùi không mà đã ho rồi, đã sặc rồi. Bé lẩu lấy gì hay ta? Dạ đây là dưa chua. Đây là tương, nước tương chấm anh. À. Dạ. Quá. Đây là cái lẩu tứ xuyên các bạn, nhưng mà gọi là tứ xuyên biên ương. Nó là bên đỏ, bên trắng, bên này ớt không là ớt ha. Ớt nè. Xuyên tiêu. Xuyên tiêu. Xuyên tiêu. Hạt xuyên tiêu. Hạt tơi lưỡi luôn. Hạt này là hạt xuyên tiêu. Ăn tơi lưỡi. Còn này là ớt. Qua bơ. Màu trắng nha. Giờ nó sôi rồi, bỏ nổ rồi. Bên này sôi rồi đó anh. Bỏ lên hộp rồi nè. À, rau nè, cái này là đặc biệt á, cái này là cái nước này cũng là dầu luôn, nằm ở dưới cái chén nước chấm của mình, nằm mỗi người là mỗi cái này, à, mỗi người một hũ, mỗi người một hũ, dân ơi bỏ vô đây nè, bỏ vô cái chén nước chấm, đúng rồi, à bỏ chén nước chấm, này nước chấm trong này có thành phần gì bạn? Cái này là có hành, ngò, hạt đậu nành, hành ngò hạt đậu nành, củ cải muối, dầu, dầu phộn, hắc xì dầu, À, chút giấm. À, cái gì đó mình không biết, cái loại này nè. Nè cái loại này nè. À, không biết cặp nước cây gì đó. À. Đổ số lượng quanh đi. Đổ hết hũ vô luôn rồi. Ba 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 bỏ vô mà. Đổ hết cái hũ dầu vô. Rồi đổ vô. Đó. Đổ hết vô trộn lên. Đó ra cái nước chấm. Lẩu tứ xuyên các bạn nha, lẩu tứ xuyên. Nhà hàng này cũng mua đi. Hay quá lẩu, lẩu ơi. Quá, lẩu ơi. Lẩu quá là người hùng cho bàn. Cái đó gì vậy lẩu? Chắc là thịt ra nè. Chắc là đồ ăn đó hả? Thịt ra. Rồi dầu lên là ghê không? Wow, không biết bò ơi. Em chịu á, nó là bò. Cái này bò. Bò chắc không? Bò chắc, bò chắc, bò chắc. Cái này ăn nhúng nha, ăn nhúng đi chứ không có teo rồi. Mình bò nó ghê. Hai cái bỏ vô luôn đi. Này heo, bà chị heo. Cái này nhìn như kiểu nướng ấy. Bò làm bà chị heo thì đẹp hơn bò này hết.
lắm. Mày bên này không cay, bên này cay nha. Để bắt bỏ chung 50-50 đi. Cái 50-50 phút. Họ chén này nó... Chén này chén gì vậy? Bỏ hết chén kiểu gì? Bé nậu bằng lấy nè. Dạ. Bé nậu bằng lấy này luôn. Dạ dạ. Cái này là cái gì? Đây là cái lẩu tứ xuyên các bạn. Các bạn coi cái ớt nè, nước ớt nè. Cay không thể tưởng tượng luôn các bạn. Cay mà lưỡi là nó tê hết. Đổ nước mắt luôn. Rồi cho các bạn coi cái lẩu ớt tứ xuyên nó cay cỡ nào nha. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái dĩa, em sẽ múc ớt cho mọi người coi là số lượng ớt đâu mà hay nha. Rồi bỏ đây. Lớn không có lẩu, để đây. Đây dĩa đây nha. Múc ra đây, múc hết ra. Múc ớt cho mọi người coi, ớt và xiên tiêu. Chú. Em mở đi cho lên nhiều quá trời á, uống hết á. Lẩu tứ xuyên các bạn. Ớt ở nhà. Kinh hồn luôn. Vừa ăn vô một cái là cái lưỡi nó tê hết luôn các bạn. Nằm ở trên vậy. Trên nó dớt nó bị trôi ra dầu không à. Nó bị trôi dưới dầu ra. Anh Phong. Anh Phong ơi, lẩu này là lẩu gì thế? Lẩu tứ xuyên. Tại sao nó cay đến như thế? Đó. Có ai ăn được hay không? Đặc sản. Mà một cái lẩu này là do lẩu yên ương. Lẩu yên ương. Yên ương tức là một bên cay, một bên không cay. Rồi nhưng mà bên cay này có ai ở đây ăn được không? Được không? Ăn luôn. Được mới là tiên. Ăn được mới là tiên hả? Anh thấy ớt không? Nửa ký ớt. Đặc sản. Người dân ở đây về tứ xuyên ấy. Đồ tứ xuyên với vùng tứ xuyên đồ ẩm rất cao. Đồ ẩm cao. Phải ăn rất cay. Phải ăn cái hạt tê này. Hạt xuyên tiêu. Hạt xuyên tiêu. Hoa tiêu. Hoặc là hoa tiêu. Hoặc là hạt hoa tiêu. Thì sức khỏe mới có thể chịu nổi được. Chịu nổi được. Cái lạnh ở đây. Rồi, lâu thế này. Hăng vô là tê lưỡi liền. Hồi đây là mình vẫn nghe cái mùi hăng. Hoa tiêu. Hoa tiêu này là một loại hương vị cực kỳ độc đáo. Mà cực kỳ tốt cho sức khỏe. Hoa tiêu. Rất tốt nha. Rồi. Đó, các bạn đến thưởng thức lẩu tứ xuyên đi. Lẩu tứ xuyên. Siêu cay. Các bạn ở nhà cứ ăn lẩu tứ xuyên nhiều vào. Ai đi lao cũng giống giống như vậy. Càng dở càng ngon, dở càng mà càng nước thôi. Các bạn thấy nguyên một cái dĩa vung lên luôn ha, nhiêu đây ớt rồi, kinh chưa? Đó, mình ngồi đây mình cầm cái điện thoại mình quay mà cái mũi mình là muốn nhảy mũi, nó hăng. Anh Phong ơi, ăn lẩu ngon không anh Phong? Ngon anh. Dạ. Quá đã luôn anh Xế. Bạn ơi, về chỗ còn ba cái. Đây một trong những cái nhà vệ sinh công cộng nè các bạn. Hiếu Đen với Hoàng Cao mới đi xả nước cứu thân ra nè. Quá sạch sẽ luôn. Sạch không Hoàng? Quá sạch. Con đứng lại. Cảm nhận sao cái nhà vệ sinh công cộng này? Nhà vệ sinh sạch sẽ. Nằm trên lề đường luôn. Đây. Nam nữ luôn. Sạch trơn ở trong sang. Thiệt là sang thơm phức luôn ha. Và dọc đường sẽ có những cái bảng chỉ dẫn luôn. Các bạn đi tới bao nhiêu mét thì sẽ thấy cái nhà vệ sinh. Nằm trên lề đường. Các bạn thấy lề đường không? Đó, hàng rào trong kia. Nhà vệ sinh ra đây. Nhiều đây là thấy sự văn minh và sự chỉnh chu ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Còn đây là phố về đêm ha, cái lề đường nè. Các bạn thấy đẹp không? Lúc đầu thì mình chưa bao giờ bước chân tới Tây Tạng, chưa bao giờ biết Lhasa là gì ha. Mình cứ nghĩ Tây Tạng là một cái nơi nào đó nó xa xăm ghê gớm, chắc nó cũng lạc hậu lắm. Ha. Nhưng không ngờ ha.
xe điện, xe hơi không, đường phố. Và đây là một thành phố được ví như Hà Nội của Việt Nam vậy đó. Ngày mai sẽ qua một thành phố khác, sẽ đông đúc, tấp nập. Và đó là sẽ là thành phố được ví như Sài Gòn. Các bạn chờ xem nha. Đây một chiếc xe điện ở Trung Quốc, ở bên lộn, ở bên Tây Tạng này các bạn ha. Mình quét mã WeChat xong rồi chạy thôi. Đây chiếc mô tô điện bên lề đường ở Lhasa nè các bạn. Đúng cái giò của Hiếu không? Đó. Mô tô điện nha. Chạy không có tiếng tiếng bộ. Có cái bình nằm ở dưới đây nè. Bình to chạy bãi lửa. Đổ cho mấy lít xăng đi bà con ơi. Chìa khóa nè, cắm chìa khóa vô đây. Cắm chìa khóa vô. Mô tô điện các bạn nha. Xe điện là quăng đầy đường các bạn ha. Quét mã WeChat là chạy thôi. Đó. Hay lắm. Đó, họ bỏ đầy đường. Các bạn có WeChat quét mã tự thanh toán hết, đi bao nhiêu rồi bỏ đó thôi. Có biển số hết, đầy đủ hết ha. Có nón bảo hiểm luôn, móc vô đó luôn. Mỗi xe có một cái nón bảo hiểm treo ở trong cái vỏ trước đó. Đây là ở Lhasa nha các bạn, thủ phủ của Tây Tạng, khu tự trị các bạn ha, khu tự trị Tây Tạng. Xe hơi bên này thấy các bạn thấy không? Audi, BMW, Land Rover. Cảm ơn tất cả toàn thể TVG đã tổ chức cho em một buổi sinh nhật thật ấm cúng. Đây là lần đầu tiên em ăn bánh mà không trả tiền. Em được tổ chức sinh nhật cắt bánh mà không trả tiền. Ăn bánh mà không trả tiền. Ăn bánh nhớ trả tiền nha. Lên cho vui. Cảm ơn. Mời các bạn ăn bánh kem sinh nhật rất là ngon ở Lhasa. À, nay sinh nhật anh Đăng. Anh em ăn bánh kem. Một thành viên trong đoàn sinh nhật. Một bánh happy birthday anh Đăng nha. Rồi. Happy birthday. Đó, anh em ăn bánh kem. Sau khi ăn tối về các bạn ở sảnh khách sạn. Khách sạn này tên là khách sạn Tibet Hotel các bạn ha. Ngay trung tâm ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Mời các bạn. Vroom, vroom.